Thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Thưa quý vị, tại quốc lộ 1A, khu vực 11 phường Phú quận Cái Răng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng có liên quan vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt giữ là Võ Tuấn Khanh, sinh năm 1991, ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, và Diệp Cẩm Uyên, sinh năm 1999, ngụ xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi ni lông chứa 200 gram ketamine và một túi ni lông chứa 400 viên thuốc lắc, hai điện thoại di động, một xe ô tô nhãn hiệu Toyota. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Khanh, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tang vật liên quan đến sử dụng ma túy như túi ni lông, một cân điện tử, một cây đao được cất giấu trên trần nhà. Đối tượng Khanh thường xuyên vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về cung cấp cho các vũ trường, quán bar, karaoke tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý theo pháp luật.